Xin chào quý vị và các bạn. Bắc Bộ hiện nằm trọn trong khối không khí lạnh cuối mùa ổn định và khô, nên thời tiết toàn miền đều phổ biến tạnh giáo, ban ngày có nắng mạnh nên nhiệt độ tăng, còn về đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ giữa ngày và đêm chênh lệch nhau khá cao, trưa chiều mức nhiệt phổ biến từ 27 cho đến 30 độ, có nơi cao hơn, tối và đêm nhiệt giảm về mức 16 cho đến 20 độ. Trong xu thế thời tiết này, nên ngay từ sớm thủ đô Hà Nội đã có nắng và càng về trưa, cường độ nắng càng mạnh. Độ ẩm không khí thấp nhất chỉ từ 50 cho đến 54% nên cảm giác khá hanh khô. Nhiệt độ trưa chiều cao nhất lên mức 29 cho đến 30 độ. Chiều tối có gió mát, về đêm trời rét nhẹ với mức nhiệt thấp nhất từ 19 độ. Nắng cũng là thời tiết chủ đạo trong trưa chiều nay ở các tỉnh Trung Bộ. Nền nhiệt theo đó cũng tăng dần trở lại. Mức nhiệt cao nhất hôm nay sẽ phổ biến từ 28 cho đến 34 độ. Đến khoảng chiều tối tại Ninh Thuận và Bình Thuận vẫn cần đề phòng có mưa rào và dông rải rác. Tại thành phố Đà Nẵng, sáng nay trời còn nhiều mây, thời tiết mát mẻ, từ trưa chiều trời khô ráo, hửng nắng nhẹ, nhiệt độ cũng có xu hướng tăng, cao nhất ngày vào khoảng 28 cho đến 29 độ, về tối và đêm nhiệt độ hạ về mức 24 độ. Trong khi cả miền Bắc và miền Trung đều tăng nắng, thì ở Tây Nguyên và Nam Bộ cảnh báo mưa dông về chiều tối vẫn tiếp tục đưa ra cho hai khu vực này. Dự báo hôm nay và ngày mai mùng 5 tháng 5, ở Nam Tây Nguyên và Nam Bộ cục bộ có mưa to đến rất to, với lượng mưa từ 30 cho đến 60 mm, có nơi trên 80 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Tây Nguyên và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Tại thành phố Hồ Chí Minh hôm nay mưa dông xuất hiện vào thời điểm từ sau 14 giờ và sẽ tăng nhiều hơn về chiều tối. Cục bộ có điểm mưa lượng lớn kèm theo dông sét và gió giật mạnh nên người dân cần chú ý khả năng ngập úng xảy ra. Mức nhiệt cao nhất ở mức 31 độ. Về tối và đêm nhiệt độ thấp nhất là 27 độ. Khép lại bản tin sẽ là dự báo chi tiết nhiệt độ các thành phố trong chiều và tối nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo. Thank you.